Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về loài rắn hoa cỏ cổ đỏ, một loài rắn được xem là vô hại, nhưng thực tế có đúng như vậy không? Mọi người hãy cùng xem hết video sau để biết cách nhận dạng, địa bàn phân bố, độc tố của chúng như thế nào và cách phòng ngừa chúng ra sao nhé. Let's go! Rắn hoa cỏ cổ đỏ hay còn gọi rắn hoa học trò, rắn cổ trĩ đỏ, rắn nước cổ đỏ, rắn cổ bẹt, rắn cổ đỏ vằn, rắn nữ hoàng, vân vân. Cơ thể rắn hoa cỏ cổ đỏ với màu sắc sặc sỡ, toàn thân có màu xanh ao lưu hoặc màu xám đen, màu sắc chúng còn phụ thuộc vào địa bàn, môi trường sinh sống. Cơ thể thon dài, đầu dẹp, màu đen bóng, mắt đen, con người tròn, đuôi nhỏ, cổ được phân biệt rõ với các đốm đỏ phía sau khá rõ rệt. Dưới cổ có vệt vàng bao quanh, trên sống lưng có các vệt vàng, đen hoặc trắng lưa thưa, phần da có nhiều vẩy. Cơ thể con trưởng thành dài khoảng 0,7 m đến 1 m, chúng khá nhanh nhẹn, kiếm ăn vào ban ngày. Chúng là loài động vật ăn thịt, với thức ăn chủ yếu là các loài ếch, nhái, cóc. Loài rắn hoa cỏ cổ đỏ gần như sinh sống khắp nơi, trên địa bàn đất nước, từ rừng núi đến đồng bằng. Chúng cực ưa thích các khu vực có cây cối, bụi rậm, xâm nhập các khu vực ẩm ướt. Chúng rất dễ bắt gặp hàng ngày ở các khu vực xung quanh nhà. Đặc biệt, đây cũng là loài rắn rất ưa thích vào nhà con người. Chúng vào nhà ẩn núp ở các vị trí như thùng cắt tông, hốc xó, khu vực tối. Điều kỳ lạ là chúng đã vào nhà sẽ rất ít di chuyển đi đâu mà nằm im một chỗ, xua đuổi chúng cũng không đi. Nên khi bạn phát hiện chúng ở vị trí đó trong nhà, qua 1 đến 2 ngày sau, chúng vẫn nằm im chỗ đó. Theo các nhà khoa học, rắn hoa cỏ cổ đỏ là loài rắn độc có nanh độc sau, chứ không giống như các loài rắn độc khác như hổ mang, lục đuôi đỏ, rắn cạp nong, cạp nia, có nanh độc trước hàm. Loài rắn có răng nanh độc sau, tức là loài có 2 răng nanh độc nằm ở phía sau hàm, vì vậy khi rắn này cắn mở rộng hàm, thì răng độc sẽ cắn trúng con mồi hoặc kẻ thù, gây độc lên nạn nhân. Còn nếu vết cắn sượt qua, khi rắn chưa mở rộng hết hàm, thì sẽ không gây độc. Răng nanh độc này giúp rắn hoa cổ đỏ tự vệ và làm tê liệt con mồi, dễ dàng khống chế con mồi có cơ thể lớn hơn chúng, như các loài ếch, nhái, cóc. Hoa cổ đỏ là loài rắn khá hiền lành, nhút nhát, ít khi cắn người, vì vậy nên nhiều người thường chủ quan, dùng để nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, hoa cổ đỏ có tập tính khá bất thường, đôi khi rất hung dữ, tấn công con người. Vì khi hung dữ thì chúng mở hết hàm cắn, nên khả năng cắn trúng răng độc rất cao. Đó là nguyên nhân hàng năm tại nước ta có 3 đến 4 ca tử vong do bị loài rắn độc này cắn, đặc biệt là trẻ em khi chúng chưa nhận thức được tác hại của loài rắn cực độc này. Theo các nhà khoa học, loài rắn này vốn dĩ không tự sinh ra nọc độc, mà chúng sở hữu các tuyến gọi là nụ cân. Tuyến này có khả năng tích tụ, lưu giữ các độc tố khi rắn ăn con mồi có độc như ếch độc, cóc độc. Tuyến nụ cân này sẽ chuyển hóa các chất độc từ con mồi thành độc tố của loài rắn hoa cổ đỏ, tạo tuyến độc này để giúp rắn tấn công kẻ thù và hạ con mồi có cơ thể lớn hơn rắn để dễ dàng tiêu hóa vào cơ thể. Nọc độc rắn hoa cổ đỏ sẽ gây rối loạn đông máu, xuất huyết nội tạng, dẫn đến suy tim, suy hô hấp, gây sốc phản vệ và tử vong. Nguy hiểm hơn nữa, tính đến hiện nay, loài rắn này ở Việt Nam vẫn chưa có thuốc đặc trị và huyết thanh kháng độc. Vì vậy, tại các bệnh viện, chỉ có thể điều trị giảm các triệu chứng, kéo dài thời gian sống, chứ rất khó được cứu chữa. Phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa loài rắn cực độc nguy hiểm này là hãy tránh xa chúng, không cố tình bắt chúng, hết sức cẩn thận khi chúng vào nhà hoặc phát hiện chúng trong nhà. Nọc độc rắn hoa cổ đỏ không bị biến đổi với nhiệt, axit và rượu, vì vậy tuyệt đối không được ngâm rượu để uống. Trên đây là những đặc điểm và độc tố của loài rắn hoa học trò hay rắn hoa cổ đỏ. Cảm ơn quý cô chú, anh chị đã xem hết video. Xin hãy ưu ái cho lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng xem. Xin trân trọng cảm ơn quý cô chú, anh chị.